suốt dịp hè năm 2023. Xuyên suốt dịp hè từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 năm 2023. Khu du lịch Đại Nam, miễn phí vé biển hoặc miễn phí vé đường phố, chọn miễn phí một trong hai dịch vụ và thêm một vé trải nghiệm để quên không giới hạn thời gian. Con đi toilet không? Đi toilet không? Đi. Dạ. Đi toilet không? Hồi nãy đi rồi. Đi nữa. Họ đi đâu? Đây đây, cầm trong bịch bim cho em đi toilet nè. Đây đây, hai kia nói nha.